các cụ ngày xưa thì có cái định nghĩa giàu có đơn giản lắm, nó chỉ là cái mang tính chất bao hàm của vật chất thôi. Nhưng mà bây giờ thì cuộc sống nó khác rồi. Chẳng hạn như tôi với bạn, mỗi người sẽ có một niềm vui riêng trong cuộc sống của mình và mình cảm thấy đó là quá đủ. Nhưng thật sự là khi mà kinh doanh xe ô tô Rolls Royce thì tôi được rất là nhiều thứ. Ngoài cái vật chất mang lại từ công việc kinh doanh thì cái mà tôi được nhiều nhất đấy là những sự học hỏi, tiếp xúc với khách hàng. Khách hàng của Rolls Royce mà nếu như họ đã mua được một cái xe thì họ phải phấn đấu có thể nói là cả cuộc đời hoặc là một quá trình rất là dài. Và cái quá trình đấy nó diễn ra rất là nhiều thăng trầm. Chính vì vậy họ tích lũy được rất là nhiều kinh nghiệm, những bài học và đôi khi nó cả những câu chuyện xương máu nữa, họ mới có được ngày hôm nay. Và khi tôi ngồi trao đổi nói chuyện với họ, chính tôi đã rút ra được cho tôi từ những bài học đấy của chính khách hàng. Và đấy là một điều rất là thú vị và chưa chắc những người khác có cơ hội như vậy. Ngoài ra, với cái phương châm kinh doanh của Rolls Royce thì luôn luôn tiếp cận và gần gũi khách hàng một cách tối đa nhất. Chính vì vậy tôi vui vì tôi giành được cái tình cảm của khách. Đấy là một cái sự thu lượm, một cái kết quả mà ngoài tiền bạc ra, những cái đấy không có gì có thể so sánh được. Nhiều chứ, rất là nhiều trải nghiệm. Mình sẽ thấy rằng là trước hết họ là những người rất là thông minh và họ có tiềm lực kinh tế, nhưng mỗi người mỗi vẻ. Vậy thì để mà thuyết phục được khách thì không phải khách nào cũng như khách nào, bởi vì tính cách của họ khác nhau. Người thì trầm tĩnh, người thì sôi nổi. Để làm sao thuyết phục được họ thì chúng tôi cũng phải hàng ngày tiếp cận. Và từ những cái tiếp cận và tiếp xúc như vậy thì mang lại rất là nhiều trải nghiệm, rất là nhiều bài học. Và chẳng hạn như ví dụ thôi, muốn tiếp cận một khách hàng, nếu như một theo một cái giáo trình thông thường của sales marketing ấy, thì có lẽ là không áp dụng cho Rolls Royce. Bởi vì cái giá trị mà họ đầu tư cho một chiếc xe nó khác hẳn với các giá trị hàng hóa khác. Vậy thì tiếp cận làm sao để cho nó có hiệu quả thì đấy cũng là một bài học và đấy cũng là một trải nghiệm. Chúng tôi tiếp cận trước hết là phải trên cái sự chân thành. Cái thứ hai là tiếp cận phải đúng với cái hoàn cảnh của khách hàng đấy. Phải biết được rằng khách hàng ấy đang muốn cái gì, đang thiếu cái gì. Thì đấy là những trải nghiệm mà tôi có được khi kinh doanh xe Rolls Royce. Cái việc trải nghiệm đấy nó giúp cho các công việc kinh doanh khác của tôi nó nhanh đạt kết quả hơn khi mà gặp những đối tác. Tôi nghĩ rằng họ không còn lối lo cơm áo gạo tiền. Nhưng họ làm việc vì cái gì? Họ làm việc trước hết là vì sự đam mê, sự nhiệt huyết. Và họ làm việc không chỉ cho họ, họ làm việc cho có thể con cháu họ đời sau, nếu nói trong cái nghĩa hẹp. Nhưng mà nói trong cái nghĩa rộng, thực tâm trong mỗi người doanh nhân bây giờ mà họ có khí chất, họ có tiềm lực thì họ luôn luôn có một mong mỏi làm cái điều gì đó được xã hội công nhận. Và cái việc đấy nó cũng làm là đóng góp cho xã hội. Vậy tôi nghĩ rằng mà cái mà họ lo nhất là họ lo họ không còn trí tuệ và sức khỏe để làm việc, để cống hiến, chứ không phải các cái nỗi lo thường nhật nữa. Anh vừa nói là tin đồn mà. Tin đồn có thể là đúng, có thể là không đúng. Nhưng mà khi anh đã chấp nhận vào một công việc mà anh làm thì đương nhiên anh phải chấp nhận tất cả những thứ xung quanh đó, kể cả tin đồn. Và việc đấy không chỉ người giàu đâu, ai cũng có thể bắt gặp được. Và đấy là một điều rất là bình thường trong cuộc sống bây giờ. Rất thông minh và thỏa đáng. Họ biết họ bỏ đồng tiền đấy ra, họ thu được cái gì. Họ không bao giờ tiêu tiền một cách, phải nói là vô nghĩa. Họ có thể tiêu rất nhiều. Họ có thể mua sắm hơn tất cả mọi người. Nhưng tất cả đồng tiền họ bỏ ra đều có mục đích. Có thể về mục đích thương mại, có thể là về mục đích trong kinh doanh, và có cả mục đích của việc từ thiện. Bảo là khuyên thì chắc là ở trong cương vị tôi thì cũng nói thế là cũng chưa thỏa đáng. Tôi chỉ có thể chia sẻ cùng với những bạn thanh niên có thể là sinh sau tôi một chút, là nếu như các bạn có một cái ước mơ gì đấy thì phải kiên định và theo đuổi ước mơ đấy, và phải
làm sao để trang bị cho mình đầy đủ những cái điều kiện cần và đủ, không chỉ là hành trang kiến thức, không chỉ là tiềm lực tài chính mà còn rất nhiều chuyện khác nữa để thực hiện cái ước mơ đó. Và nhớ rằng là trong xã hội như anh nói có nhiều lời đồn thì phải kiên định. Mình đã quyết định rồi thì phải theo đến cùng.